Vâng, trước mặt quý vị và các bạn ngày hôm nay, bọn mình sẽ review và giới thiệu đến anh em bốn em siêu phẩm thương hiệu của Nhật Bản, một hãng xe đã chứ danh là những xe bền bỉ tiết kiệm, và nó đang chiếm lĩnh cái thị trường phân khúc các dòng xe cũng như các mẫu pickup ở thị trường xe trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Chiếc xe bán tải pickup đa năng sử dụng Nissan Navara đã dần chiếm được cảm tình của rất nhiều anh em, và nó đang làm trong sự lựa chọn và săn tìm của các anh em yêu bán tải, yêu pickup, yêu sự tiện lợi và cũng yêu thời trang. Với cải tiến gần đây, các hãng xe đua nhau, các hãng xe pickup bán tải phân khúc từ các hãng xe tới từ thương hiệu Mỹ, Nhật Bản đã cạnh tranh rất là khốc liệt. Kể ra như anh em có thể từ các hãng Ford, Ranger đang dẫn đầu. Kể đến tiếp theo là những các hãng xe đang bám sát cũng khá sát phía sau, ví dụ như hãng Chevrolet, rồi là Nissan, rồi là các hãng xe như Mitsubishi Triton anh em ạ, Mazda BT50, các mẫu xe đang cạnh tranh rất là khốc liệt và cũng cải tiến về kỹ thuật cũng như là thông số công nghệ rất là nhiều, nên chúng ta ngày càng có thể sử dụng các chiếc xe nó tiện nghi hơn và nó sang trọng hơn, và nó cũng giá cũng sẽ rẻ hơn nữa anh ạ. Trong xu hướng là những cái mẫu xe dần dần nó sẽ có xu hướng giảm để chúng ta có thể sở hữu các mẫu xe với cái giá tốt hơn anh ạ. Vào đây hôm nay của mình sẽ lên sóng các mẫu xe 4 mẫu Lavada sản xuất 2017 và 2018 để anh em cùng cảm nhận và đánh giá những chiếc xe này, cùng là một những bản EL hoặc những bản Premium thì nó là hầu như là số tự động một cầu anh em, số tự động một cầu. Phong dáng của những đời này đã có sự cải tiến rất là nổi trội, ví dụ như là cụm đèn halogen đằng trước anh em thấy không, các thanh ca lăng, mặt ca lăng đã bảo chrome, các thanh cản ứng gió nó khá là sang trọng anh em, nhìn nó rất thời trang, là trong những kiểu dáng pick up với nhiên liệu đốt động cơ là động cơ diesel 2.5 thì chiếc xe này nó rất là ưu việt. Chiếc Nissan là gần đây đang là đối trọng thực sự và trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các đối thủ cũng như là ông vua bán tải Ford Ranger. Ở thị trường Việt Nam này thì nhiều anh em thích các mẫu xe và săn tìm, và Nissan Navara được đánh giá là khá là cao. Nissan Navara Premium này được trang bị tiện nghi và thay đổi về ngoại thất anh em, là giúp chiếc xe nó tiện nghi và sang trọng hơn rất là nhiều. Vâng, Nissan Navara với số đo ba vòng dài là 5.255, rộng là 1.850 và cao là 1.795 mm, chiều dài cơ sở của chiếc xe là 3.150 mm, cùng khoảng sáng gầm xe là 225 mm. Với kích thước trên, khách hàng sẽ được trải nghiệm khoang cabin rộng rãi của Nissan Navara, không thua kém bất cứ chiếc xe nào có thùng đằng sau nào ở tại Việt Nam. Em rất là rộng rãi và nó cũng hợp lý hả anh em. Rất là chất. Gương mặt của Navara vẫn đầy góc cạnh với cụm đèn pha halogen được thiết kế với thấu kính lớn hơn, giúp xe tăng cường khả năng chiếu sáng.
trung tâm đầu xe được là lưới tản nhiệt được mạ chrome sang trọng, giúp người nhìn được dễ dàng bị lôi cuốn hơn so tổng thể của chiếc xe. Bên dưới là phần cảm trước có dập nồi đầy khỏe khoắn với chất liệu nhựa. Đèn sương mù của xe được thiết kế khá nhỏ gọn và được mạ chrome mang đến hình dáng sang trọng hơn cho phần đầu của Lada 2017-2018. Nổi bật nhất ở thân xe có lẽ là bộ tem đặc biệt là của bản nâng cấp có dòng chữ Premium, nhằm phân biệt so với dòng xe tiêu chuẩn và đặc biệt. Phần trên đặc biệt của Nissan Lada ở đây này là bộ mâm học kim gồm 6 chấu kích thước là 16 inch R16. Phần tay lắm cửa của chiếc xe mạ chrome cùng với là gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ với chức năng gập kính chỉnh điện. Đuôi xe là phần dễ đặc biệt nhất, dễ phân biệt nhất của bản nâng cấp có chữ Premium R, được thiết kế đổi mạ chrome ngay bên phải. Phần thùng của Lada đời 2017-2018 có kích thước tiêu chuẩn gồm dài là 1475, rộng 1485 và cao là 470mm. Vâng, thì với các mẫu xe Quang Vinh gồm 4 em chân dài Lada đang có mặt tại bên showroom thì nó cũng rất là lý cho anh em có thể đi lại cũng như đi công việc cũng như đi gia đình với mẫu xe đa năng hữu dụng mà rất là thời trang, có thể là một chiếc xe đưa gia đình rất là tiện nghi và đi công việc cũng rất hợp lý với động cơ 2.5 diesel, là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là phù hợp với anh em với cửa tiền chỉ trên nhô 500 triệu một chút là anh em đã có thể sở hữu những mẫu xe Nissan này, và những chiếc xe này là rất là chất. Bên của mình anh em đã test rất là kỹ và có thể anh em sẽ sở hữu những mẫu xe này là rất là yên tâm. Vậy thì anh chị em bà con cô bác nào đang săn tìm những mẫu ô tải giá rẻ hợp lý để phục vụ gia đình công việc cuối năm, tránh rét đón Tết du xuân, thì đây là một mẫu xe rất hết sức là hợp lý để anh em tham khảo nhé. Vâng, các mẫu xe này thì vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho anh em tối đa 70%, và anh em có nhu cầu thì có thể là bên của mình sẽ bao test check hãng cho anh em để anh em kiểm tra xe một cách chu đáo và kỹ càng nhất để giữ cho chiếc xe tốt về phụ công việc của các bác. Vâng, Quang Minh cũng xin cảm ơn anh em đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của Quang Minh. Cảm ơn những lời đóng góp, những comment bình luận để giúp Quang Minh sẽ ngày càng hoàn thiện và tiến bộ hơn. Chân thành cảm ơn anh em, và anh em có nhu cầu mua bán ký gửi review hay là kết nối khách, anh em có nhu cầu quảng cáo bán xe kết nối khách anh em ở mọi miền gần xa thì có thể tương tác với Quang Minh. Hãy Instagram cho Quang Minh qua căn cho mình qua là số hotline là 0935199868 để được Quang Minh sẽ tư vấn trao đổi thêm với anh em nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em hãy nhớ like số hotline ủng hộ Quang Minh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video Quang Minh cập nhật các mẫu xe thường xuyên. Và chân thành cảm ơn em. Chúc em sức khỏe, may mắn và luôn thành công, luôn hạnh phúc và luôn bình an trên chiếc xe yêu thương của mình. Ai chưa có xe thì hãy sắm cho mình một chiếc xe thật là tốt, thật là hợp lý, và hãy an toàn với những xe của mình nhé. Chân thành cảm ơn anh em, xin chào và hẹn lại anh em ở trên lần sau. Buổi trời hôm nay bắt đầu lạnh anh em ạ, rét rồi. Chúng ta sắm xe để đi du xuân thôi. Xin chào anh em nhé.